lý liễu thiên. Ngày thứ 6. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Cao. Xing. Rèn. Shì. Nǐ. Hěn gāoxìng rèn shì nǐ. Hěn gāoxìng rèn shì nǐ. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn có thể gọi mình. Nǐ kě yǐ jiào wǒ. Gọi mình Đức là được. Jiào wǒ a de jiù hǎo. Ừ, ok. Hǎo de. Rất vui được quen biết bạn. Hěn gāoxìng rèn shì nǐ.